Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến, Ngọc Hân là những sao Việt được mong chờ tổ chức đám cưới trong năm mới. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, bén duyên sau lần hợp tác công việc vào cuối năm 2017. Qua 3 năm hẹn hò, đầu năm 2020, cặp đôi đăng ký kết hôn. Tháng 11 năm 2020, Hồ Ngọc Hà hạ sinh thành công hai nhóc tỳ Leon và Lisa cho bạn đời. Không lâu sau khi Hồ Ngọc Hà sinh con, Kim Lý cầu hôn cô ngay tại bệnh viện. Tiếp đó, cặp đôi đốn tim khán giả bằng bộ ảnh cưới ngọt ngào. Từ những động thái trên, người hâm mộ càng thêm chờ đợi về một đám cưới hoành tráng trong năm 2021. Đầu năm 2020, Võ Hoàng Yến sang Mỹ thăm và đón Tết cùng bạn trai. Theo chia sẻ, bạn trai siêu mẫu là Việt Kiều, làm việc trong ngành ẩm thực ở Mỹ nhiều năm qua. Võ Hoàng Yến cho biết, cô và bạn trai dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm 2020, nhưng mọi thứ đều phải hoãn lại vì dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, chân dài vẫn chưa tiết lộ thời điểm chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng khả năng cao sẽ rơi vào năm 2021 khi dịch bệnh lắng dần. Bình An và Bùi Phương Nga cũng là cặp đôi được mong chờ tổ chức hôn lễ trong năm 2021. Cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò ngọt ngào, tình cảm đang trên đà thăng hoa. Không thể phủ nhận đây là đôi uyên ương có ngoại hình nổi bật của showbiz Việt. Trong quá khứ, Bình An cũng từng lấp lửng sẽ cưới Phương Nga vào tháng 9 âm lịch, nhưng không tiết lộ rõ năm nào. Ngọc Hân và hôn phu Phạm Phú Đạt có khoảng thời gian hẹn hò gần 10 năm trước khi quyết định về chung nhà. Ban đầu, gia đình Ngọc Hân và bạn trai dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm 2020. Song vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, cặp đôi quyết định lùi đám cưới sang năm 2021. Nói về việc phải lùi ngày cưới, Ngọc Hân từng chia sẻ, "Chúng tôi quyết định hoãn cưới cho đến khi nào dịch COVID-19 được kiểm soát. Ban đầu tôi và anh ấy có buồn một chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình, gia đình và khách mời. Tôi không muốn mọi người đi ăn cưới với tâm trạng lo lắng, bất an. Trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể phải đeo khẩu trang, tôi cũng không yên tâm." Đầu tháng 12 năm 2020, Mạc Văn Khoa và bạn gái đi đăng ký kết hôn. Sau 5 năm yêu đương, niềm vui càng nhân lên khi sáng ngày 5 tháng 12, bạn gái nam diễn viên hạ sinh con đầu lòng. Vốn dự định tổ chức hôn lễ vào Giáng sinh năm 2020, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và để em bé thêm cứng cáp, cặp đôi đã quyết định lùi kế hoạch đám cưới sang năm 2021.